Rồi, em Hưởng xin chào cả nhà nha. Trước khi đi vào review lô đất của ngày hôm nay, em xin chúc cả nhà mình ngày mới vui vẻ hạnh phúc nha. Tài lộc đại phát. Thì hôm nay em xin giới thiệu đến cả nhà mình lô đất rẫy tọa lạc tại Bon Bù Lum, Quảng Trực, Tuy Đức, Đắk Nông. Bon Bù Lum nha, mình giáp trên bởi thôn 1 của Bốc So nha cả nhà. Từ đây ra trục đường quốc lộ 14C nó rơi vào tầm khoảng 300m. Tổng diện tích của lô đất ngày hôm nay là 3,8 hecta. Cà phê kinh doanh nhưng mà do chủ nhà không chấp, hình như là nguồn thu nó yếu nha cả nhà. Đây, cà phê như thế này. Ở dưới là ôm suối, hồ nằm ở dưới gốc này nha cả nhà. Đây, cà phê đây. Đất thì thoải bằng, lô này kín gió nha cả nhà. Nhưng mà do chủ nhà nhiều đất quá, không có chấm. Chất đất là đất đỏ ba gian tới sộp, không sỏi đá nha cả nhà. Này, cả chủ nhà không có chăm nên như là cái sản lượng năm nay nó yếu nha cả nhà. Nhưng mà với tay cần tay trôi thế này, cả nhà mình mua vào đầu tư chăm sóc lại thì nguồn thu dự tính sang năm là rất ổn. Ở đây có sẵn căn nhà rồi nha cả nhà, có sẵn nhà ở đây. Này, máy ống thì chôn ống, hệ thống ống tưới thì chôn kín vườn này. Trên này là cà là cà kinh doanh rồi, nhưng mà chủ nhà không có chấm rồi. Đây, trước này thì cà tớ. Đây, đất kéo dài từ này hàng cây kia, kéo bọc xuống dưới này, mọc lên thì hẳn hoi rồi nha cái nhà. Đất rất là bằng, có sẵn căn nhà này. Này xuống thôi, để thẳng máy ạ. Chuồng kín vườn này. Đất thì khoai bằng kín rộng. Gà thì gà như thế này nha cả nhà, nhưng mà chủ nhà thì không gọi là thiếu chăm. Lô này thì cả nhà mình mua đầu tư vào thì qua năm nguồn thu là ổn đấy. Do năm nay thì chủ nhà là thiếu chăm, năm nay chắc phải hơn 2 tấn đấy. Năm nay thì đủ lấy nó nuôi nó nha cả nhà. Thì có khoảng mấy trăm trụ tiêu nữa nha cả nhà, nhưng mà thực tế là chủ nhà không có chấm. Nhưng mà cái lô đất này thì đầu tư mua chăm sóc lại thì qua năm rất là đẹp. Đất thì đã quy hoạch cây lâu năm rồi nha cả nhà, đất chưa sổ nhưng quy hoạch cây lâu năm rồi. Từ đây về trung tâm huyện Tuy Đức rơi vào tầm khoảng 6 cây. 6 cây là tới trung tâm huyện nha cả nhà. Bạc đây là giáp suối. Hồ mênh mông nước. Máy ống tôn kín vườn này. Đất thì rất là bằng. Cái gì cũng không thiếu, thiếu một cái sổ thôi. Cả nhà mình đã quan tâm sản phẩm của ngày hôm nay thì liên hệ với em Hưởng để đi xem thực tế nha. Đây, đất đây là đất đỏ ba gian nha cả nhà. Đất không có sỏi đâu.